Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau ngồi đây đánh giá phân tích về thị trường cũng như đi qua về một số những cái mã cổ phiếu nhằm giúp anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường để có thể đầu tư tốt hơn. Anh chị nào xem video nếu thấy hay có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng để nhận được những khuyến nghị về điểm mua, điểm bán cổ phiếu cũng như những nhận định chuyên sâu về thị trường, thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em, sau đó em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị, hoặc là anh chị có thể điền thông tin vào cái đường link ở phía bên dưới phần mô tả video. Thì rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá phân tích về thị trường trong phiên dịch tuần trước, cũng như là đánh giá một tí về dư địa cũng như là một số những cái kịch bản của thị trường trong tuần này, đi qua sơ lược về một số những cái mã cổ phiếu để chị mình có thêm những góc nhìn anh chị ha. Đầu tiên có thể nói là VN-Index trong tuần vừa qua là một tuần khá đặc biệt khi mà thị trường đã chính thức vượt được cái mốc kháng cự thời đại là 1.200 điểm. Và cho đến cuối tuần vừa rồi là phiên thứ 6, thị trường đóng cửa mức là 1.224.45, tương đương với mức tăng là 0.69%. Đây cũng xem là một tuần đầu tiên mà thị trường đóng cửa được trên cái mốc 1.200 điểm. Chị thấy, nếu mà chúng ta nhìn đồ thị tuần của thị trường hiện tại thì thị trường đã vượt được cái mô hình trước đó là chúng ta được bàn luận là mô hình cốc tay cầm. Trong một khoảng thời gian tương đối sau khoảng nào đó 5 tuần tích lũy, thì phiên tuần vừa rồi cũng đã bứt phá đi lên với khối lượng có sự gia tăng so với những tuần trước đó. Đó là một điểm tích cực của thị trường ở trong tuần vừa rồi. Và đánh giá về ngắn hạn hơn, tức là về đồ thị ngày, thì mình thấy được là tuần thứ 6 vừa rồi là một phiên mà nó mở một cái gap tăng lên. Mở gap tăng lên ngay từ đầu phiên. Nếu chị hình dung gap là một cái trạng thái cho thấy là nhà đầu tư có sự hưng phấn ngay từ đầu phiên. Bởi vì mở gap khi mà giá đóng cửa, giá mở cửa ngày hôm sau cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước, tức là cái lượng mua ở phiên ATO là tương đối lớn. Nhìn chung thì cũng đến từ kỳ vọng của nhà đầu tư khi mà thị trường vượt 1.200 điểm. Dòng tiền mua ở giai đoạn này nó sẽ xuất phát từ rất là nhiều phía. Từ phía như anh chị mà chúng ta đã có hàng, chúng ta mua gia tăng, cổ phiếu tăng tốt. Từ phía như anh chị mà chưa có hàng, chúng ta bị FOMO, chúng ta mua đu cao giá ở những cái vùng giá này. Thì đó là những cái trạng thái và cũng như thu hút cái dòng tiền quay trở lại với thị trường ở trong suốt một thời gian sau quay vừa qua. Đó là lý do vì sao mà anh chị thấy là thị trường đã mở gap ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên cái gap này nó không được đẹp cho lắm. Là gì? Thứ nhất là gap này nó không có sự tham gia của khối lượng. Khối lượng gap này tương đương ở mức tầm 610 triệu cổ thôi. Thì rất là khó để nói về vấn đề là hiện tại thị trường đang bị nghẽn lệnh. Thị trường bị nghẽn lệnh dẫn đến một cái hệ lụy là cái việc cung cầu thị trường không được phản ánh đúng ở trong những phiên dịch nữa. Đó là một cái mà chúng ta cũng hết sức là lưu ý. Thì khi đó sẽ dẫn đến một cái điều là gì? Những cái đánh giá phân tích hiện tại nó chỉ mang tính chất là khách quan một tí thôi. Mình dựa vào vị thế giá và mình dựa vào từng mã cổ phiếu. Anh chị Dung, lý do vì sao mà trong các video em đều đánh giá về từng các cái mã cổ phiếu mà nó có tác động đến thị trường, ví dụ như những mã cổ phiếu mang tính điều tiết, những mã cổ phiếu nhóm ngành dẫn dắt như là ngân hàng, như là bất động sản hay như là chứng khoán, vì những nhóm đó là những nhóm mà có tác động trực tiếp đến thị trường, nên khi mà anh chị đánh giá về những cổ phiếu đó thì anh chị sẽ có được cái tầm nhìn cũng như là có được cái góc nhìn hiện tại là dòng tiền nó di chuyển thế nào, thực sự thị trường có mạnh hay không, vì khối lượng hoàn toàn có thể đến từ các cổ phiếu penny. Một cổ phiếu penny bây giờ một ngày 50-60 triệu cổ là bình thường, nên chị thấy là cái khối lượng cao nó không phải là vấn đề. Mà vấn đề quan trọng nhất là anh chị phải xem là dòng tiền có thật sự tham gia vào các cái mã cổ phiếu đó hay không, những cái mã cổ phiếu quan trọng của thị trường, nhưng mà cổ phiếu mang tính dẫn dắt hay không. Và ngày hôm trước chúng ta cũng đã nói về câu chuyện là thị trường muốn vượt 1.200 điểm chắc chắn phải có ngân hàng, là phải có chứng khoán. Đó là điều tất yếu, bởi vì hai nhóm ngành này trực thuộc liên quan tới thị trường chứng khoán. Đây là hai nhóm ngành trong trong cái gọi là cái định chế về tài chính, tức là cái liên quan tới tài chính, thì chắc chắn là khi mà thị trường chứng khoán tích cực thì các ngân hàng cũng sẽ gì cũng sẽ là một cái nhóm được thu hút dòng tiền tốt. Bên cạnh đó thì các công ty chứng khoán cũng sẽ được hưởng lợi trực tiếp, bởi vì cái lợi nhuận các công ty chứng khoán là đến trực tiếp từ thị trường chứng khoán. Đó là câu chuyện khá là dễ hiểu. Nhìn chung hôm nay chúng ta sẽ đánh giá về thị trường cũng như đánh giá về các cái nhóm ngành mà chúng ta cần lưu tâm ở cái mùa báo cáo tài chính quý 1 sắp tới. Các nhóm ngành sẽ được hưởng lợi cũng như là sẽ được hưởng lợi về ngắn hạn thôi. Khi mà báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nó tích cực chị ha. Rồi với cái nến ngày hôm thứ 6 vừa rồi thì anh chị có thể hình dung đây là một cái nến đo lường. Đây là một cái gap đo lường. Gap đo lường này nó nhìn chung là nó đi, nó kiểm tra lại lượng cung và lượng cầu thị trường như thế nào. Với cái việc mà mở gap ra từ đầu phiên cho thấy là lực cầu tương đối mạnh, nhưng mà không thể bước lên trên được, tức là không thể bước hẳn lên trên đóng cửa cao nhất ngày, mà lại đóng cửa bằng một cái spinning top với khối lượng tương đối thấp và đóng cửa giữa thân. Thì cái việc đóng cửa giữa thân cho thấy cái sự lưỡng lự của hai phe cung và cầu. Và với những cái gap thế này thì thông thường xu hướng lặp lại là tương đối. Nhưng mà anh chị hình dung á, cái việc mà thị trường nó đã bứt phá được khỏi cái hộp sideways ngày hôm trước quanh cái vùng giá tầm 1.148 cho tới vùng là 1.200 điểm ở đây, cái hộp sideways này nè, thì nó tạo một cái gap thế này. Thì khi mà tạo gap thế này á, thì nó sẽ có hai nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất, nếu mà nó là gap đo lường tốt thì nó sẽ như thế nào, là nó không lắp lại luôn và có thể là duy trì một cái vùng sideways đi ngang ở đây, hay là phiên ngày hôm sau đóng cửa được trên mốc này,
duy trì trên mức này luôn, thì khi đó những gap này là những gap sẽ không lắp lại. Ví dụ như những gap thế này đang trong một xu hướng tăng thì có thể sẽ có những gap mở ra đây, chị thấy gap này là không lắp lại nè, sau đó một thời gian dài mới lắp lại. Hay là những gap này, những gap mở ra trong một xu hướng tăng như thế này á, thì chị hình dung nó sẽ duy trì được cái vùng giá đó mà không lắp lại, thì đó gọi là một gap đo lường tốt, cho thấy cái lực cầu tham gia vào thị trường tương đối từ đó là ổn định. Đây, gap này mở ra thì tiếp tục đi lên luôn, và cho đến giai đoạn ở phía sau này khi mà rơi xuống thì nó mới lắp lại thôi, tức là sau khi mà nó kết thúc một cái chu kỳ đi lên của nó kết thúc xu hướng tăng của nó thành hình thành một cái vùng điều chỉnh ở phía sau đó, thì nó mới gì nó mới lắp lại. Đó là những gap đo lường lực cầu và lực cầu đã thể hiện tốt và không lắp lại. Và xu hướng chung nếu mà nó hình thành một cái vùng sideways sideways, vì sao gap đo lường có thể là những cái vùng sideways, khi mà chị thấy là lượng cung cầu bắt đầu lưỡng lự rồi thì bắt đầu tại đó nó sẽ bắt đầu có xuất hiện một cái vùng cân bằng, khi đó cung dường như là bằng cầu, thì ở những cái vùng như thế thì hầu như là bắt đầu sẽ có sự giằng co giữa hai phe, thì có thể hình thành một cái vùng sideways và gap đo lường trong sideways là sẽ bị lắp lại thì hiện tại cái vùng giá mở gap ra là vùng giá 1.228 ở phía trên này là vùng giá 1.228, thì khi mà giá nó quay về test lại những cái vùng ở phía dưới này thì mình có thể là lưu tâm mình theo dõi những cái lực cầu ở đây xem là giá đỡ lại như thế nào. Thì nếu mà giá duy trì được cái mức giá tốt tầm một quanh 1.224 chứ 1.224-1.225 thì khi đó là lắp lại gáp xong thì duy trì sai quay đi ngang thì vẫn ổn, vẫn tương đối là ổn định ở giai đoạn này. Còn nhìn chung đối với em thì hiện tại chị cũng cần phải lưu ý thêm về cái việc mở gáp ở đây, vì khi mà tâm lý nhà đầu tư ở đà hưng phấn, khi mà nhà đầu tư hiện tại chưa kiểm soát được cái quá trình giao dịch của mình, cứ mua đuổi đầu phiên hay là bán đuổi, thì khi đó chắc chắn là anh chị sẽ còn bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi thị trường. Vì đơn giản thôi, thị trường nó sẽ không biến động tại chỗ trong ngắn hạn, trong ngắn hạn nó sẽ tăng giảm đan xen. Em ví dụ như cái vùng sideways thế này, thị trường cứ duy trì trong cái hộp sideways và cứ tăng cứ giảm liên tục trong 5 tuần thì chắc chắn là gì, nếu chị nắm cổ phiếu cũng rất là khó chịu, nhớ chị mua phía trên này khi mà rơi xuống đây là chị lại bán ra thì đó là một trong những cái trạng thái mà sau đó anh chị vừa bán ra xong thì giá cổ phiếu lại tăng lên trở lại. Ở đó lý do vì sao mà em nói với anh chị trong cái vùng sideways này, thứ nhất là hạn chế mua bán lung tung, và cái thứ hai nữa là hạn chế mua những mã cổ phiếu mà là dạng mà breakout T cộng á thì rất là khó ăn. Vì đơn giản là sideways thì thị trường nó cân bằng, thì lượng cung và lượng cầu nó hầu như là nó cân xứng với nhau và nó liên tục diễn ra những cái quá trình đối ứng hai lượng mua và bán. Nhưng mà sau khi mà nó break được cái kênh trên này cho thấy là lực cầu đã tạm thời là gì kiểm soát được cũng như là áp đảo được cái lực cung. Đơn giản như thế là ngày hôm trước chúng ta phân tích ba cái nến ở phía dưới này, ba cái nến ngày 24 tháng 3, 25 tháng 3 và 26 tháng 3 cho thấy lực cung bắt đầu cạn dần, và sau đó gì lực cầu bắt đầu áp đảo lên, và cho tới cái nến ngày hôm 1 tháng 4 là cái nến lực cầu đã hấp thụ hoàn toàn cái lực cung trong vùng sideways và bứt phá đi lên. Và khi bứt phá đi lên thế này thì ngày hôm thứ 6 vừa rồi là lại cho thấy là bắt đầu lực cung cũng đang bắt đầu gia tăng, tức là lực cung ở vùng giá cao cũng bắt đầu gia tăng và sự lưỡng lự giữa cung và cầu, thì đó là trạng thái cho thấy sắp tới có thể thị trường sẽ sideways và lắp gáp trở lại trong ngắn hạn. Còn nhìn chung đối với em thì dư địa thị trường mình đã nói trong các video trước rồi, thị trường kỳ vọng vượt 1.200 điểm là đã vượt, đó là kỳ vọng chúng ta trong thời gian vừa qua. Chúng ta cũng nói về câu chuyện là 1.200 điểm của 2021 rất khác so với 1.200 điểm 2018 và rất khác so với 1.200 điểm của thời điểm 2007. PE chúng ta cũng đã thấp hơn rất nhiều, tức là thị trường hiện tại đang ở một mức giá khá là rẻ so với thời điểm đó. Thì đó là lý do vì sao mà chúng ta kỳ vọng và cũng như là hoàn toàn có kỳ vọng, có cơ sở để kỳ vọng vào thị trường có thể bứt phá lên ở những vùng giá cao hơn ở giai đoạn phía sau. Đó là một câu chuyện mà chúng ta đã cùng nói với nhau ở về cái yếu tố vĩ mô của thị trường. Thì đó là về Vini. Thì trong ngắn hạn chị có thể quan sát thêm cho em cái vận động ở phía sau này có thể là một cái vùng sideways lại. Gap đo lường thường là có thể được lắp lại hoặc là không lắp lại. Nếu mà sideways thì sẽ lắp lại, còn nếu mà đi lên luôn, tức là chị hình dung là nếu mà nó bắt đầu sideways ở đây, chị thấy là giá bắt đầu giữ ngang thì chắc chắn sẽ lắp lại cái gap đó. Còn nếu mà có thể là có những cái phiên nến đóng cửa lại trên cái nến này là 1.228 với giá đóng cửa là cao, hay là có một cái lực cầu tham gia tốt, thì khi đó nó sẽ không lắp lại, thì đó sẽ là một gap đo lường tốt. Nó giống như những giai đoạn trước đó đây, giống như những cái gap dạng thế này thôi. Đây, những gap liên tục mở ra mà không lắp lại, đó là những gap đo lường tốt về khối lượng của nó. Còn xét về nhìn chung là về cung cầu thì hiện tại Vini có đặc điểm thế này, chị thấy khối lượng thì lại giảm dần khi mà giá lại tăng. Tức là điều này cho thấy nó không có sự đồng thuận. Nhưng mà em nói với chị rồi, rõ ràng hiện tại khi mà thị trường bị ngãn lệnh như thế thì rất là khó để chúng ta đánh giá về yếu tố khách quan của cung cầu. Vì nếu mà cái khối lượng ở đây em cũng không nói được cái việc là gì, cái khối lượng ngày hôm 30 tháng 3 này hoàn toàn có thể đến từ các cái mã cổ phiếu Penny hay là khối lượng ngày hôm 31 tháng 3. Và chung quy thì mình cũng quan sát cái yếu tố về thanh khoản cũng như là yếu tố về cụ thể các cái mã cổ phiếu xem nó vận động thế nào nhiều hơn. Đó là một số những cái lưu ý của em về thị trường ở trong giai đoạn này. Nhìn chung thì thị trường đã đi theo đúng cái kịch bản chúng ta cũng như là đi theo cái quá trình vận động rất là tốt của nó. Khi mà nó mở ra được một cái vùng đỉnh thời đại mới, vì sao chúng ta hoàn toàn có những cơ sở khác để kỳ vọng? Thứ nhất, các nền chứng khoán thế giới ở Mỹ, ở Nhật Bản, ở Trung Quốc, nhiều nền chứng khoán đã bắt đầu có sự vượt đỉnh. Thì khi đó chị hình dung, khi mà các nền chứng khoán vượt đỉnh như thế thì nó cũng đã bắt đầu bứt phá lên ở những vùng giá cao hơn nữa rất là nhiều. Nếu chúng ta nhìn qua Dow Jones, Dow Jones đã bứt phá đỉnh từ rất lâu rồi.
và sau đó nó cũng đã gì có những cái dịp bứt phá lên rồi retest lại bứt phá lên, tức là liên tục duy trì được một cái kênh xu hướng tăng của nó. Và có thể đó là một cái một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở VN-Index trong tương lai, vì đơn giản hiện tại xét về các yếu tố vĩ mô cũng như xét về cái nền tảng cơ bản của thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta đang có một cái nền tảng rất tốt. Chúng ta phòng chống dịch bệnh tốt hơn rất nhiều so với các quốc gia đó. Chúng ta cũng có những cái chính sách về gì về nới lỏng định lượng cũng như là về tăng trưởng tín dụng hàng năm. Đó là một trong những cái mà chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào thị trường chứng khoán Việt Nam ở trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh mà lãi suất hiện tại vẫn duy trì ở mức thấp. Lãi suất là một cái khá là quan trọng. Nếu mà lãi suất bắt đầu gia tăng ở những giai đoạn phía sau thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì khi đó, khi mà lãi suất tăng lên thì anh chị hình dung là thứ nhất là bức tranh lạm phát trong tương lai nó sẽ được vẽ ra rất nhiều. Bức tranh lạm phát trong tương lai, các nhà đầu tư người ta cũng sẽ cân nhắc về việc có nên đầu tư vào kênh chứng khoán này hay không, hay là gì là bán chứng khoán ra và chuyển sang một kênh đầu tư khác là trái phiếu hoặc là gì hoặc là gửi tiết kiệm ngân hàng. Đó là một trong những cái mà đã giúp nhìn chung chúng ta cũng phải lưu ý trong thời gian tới. Nhưng trong bối cảnh thời điểm hiện tại sự phục hồi của nền kinh tế, thứ nhất mình cần lưu ý về cái yếu tố là thị trường hiện tại đã đang ở một vùng đỉnh thời đại mới, tức là không còn kháng cự phía trên. Đó là dư địa của thị trường. Cái thứ hai nữa, trong sắp tới khi mà thị trường đã tiêm vaccine, tức là khi mà thế giới hiện tại đã bắt đầu tiêm vaccine, những liều vaccine đầu tiên đã giúp cho số lượng ca nhiễm COVID đã giảm tương đối. Nhìn chung thì một số quốc gia hiện tại khá là vội trong vấn đề mở cửa lên nền kinh tế, điều đó dẫn đến một cái cơn sóng lần thứ hai. Tức là khi mà số ca nhiễm là bắt đầu gia tăng trở lại. Nhưng mà kỳ vọng của em khi mà vaccine đã được đưa vào hoạt động ổn định thì khi đó thế giới cũng sẽ bắt đầu hoạt động trở lại và mở cửa trở lại nền kinh tế. Thì khi Việt Nam mở cửa trở lại thì các nhóm ngành nào được hưởng lợi? Chúng ta không thể nào không kể đến nhóm hàng không. Hàng không là một trong những nhóm nó bị ảnh hưởng rất nặng nề trong thời gian vừa qua. Hàng không, bên cạnh đó những cổ phiếu ở nhóm du lịch, khách sạn cũng sẽ được hưởng lợi một phần nào đó. Thời gian vừa qua nhiều cổ phiếu như Vietourist cũng đã có sự phục hồi tốt. HVN, Vietnam Airlines cũng đã có sự phục hồi tốt và trong tương lai chắc chắn là vẫn còn. Người ta mua ở đây không phải mua vì cái sự kỳ vọng là doanh nghiệp sẽ tốt, mà là mua vì gì? Vì doanh nghiệp nó bớt xấu đi thôi. Bên cạnh đó một số nhóm ngành khác chúng ta có thể lưu ý là về xuất nhập khẩu. Rất là nhiều hiệp định đã được ký kết trong năm ngoái, và nếu năm nay khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại, chắc chắn các doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi bởi một cái lượng lớn đơn hàng đến từ các quốc gia khác nhau, đặc biệt là cái hiệp định EVFTA ở trong thời gian vừa qua, thời gian trước đó. Thì khi mà nhắc tới xuất nhập khẩu thì có thể nhắc đến một số những nhóm ngành tiêu biểu như là về dệt may, như là về thủy hải sản. Thì nhóm thủy sản trong thời gian qua cũng đang bị lãng quên khá là nhiều, khi mà chỉ thấy nhiều cổ phiếu cũng bắt đầu đang ở những cái vùng giá tương đối là thấp. CMX nè, VHC, một số những cái cổ phiếu dạng như thế đang ở mức giá tương đối là thấp. Thì đối với em trong tương lai hoàn toàn những cổ phiếu này có thể có những cái quá trình tích lũy lại và bứt phá lên ở giai đoạn phía sau. Bởi vì người ta đã lãng quên nó khá là nhiều rồi thì mình cũng có thể lưu ý tới nhóm này. Đây là một nhóm mình cần chú ý. Tiếp theo, trong dài hạn hay một tí trung hạn thì anh chị có thể lưu ý thêm về nhóm vận tải biển. Vận tải biển thì một trong những cổ phiếu mình đã nhắc rất là nhiều, đó là Chermadec. Thì Chermadec nhìn chung đây là một cổ phiếu mà cái bước giá nó biến động khá là chậm so với các mã cổ phiếu khác. Và hầu như là cái bước giá của nó là di chuyển là rất là khó chịu, khi mà anh chị cứ thấy là tăng một tí rồi là giảm, tăng một tí rồi là giảm, và sức mạnh giá nó không mạnh so với thị trường. Và tức là vẫn ở mức yếu hơn so với thị trường. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì nó hình thành một cái vùng sideways tương đối là tốt, và đối với em thì đây là một cái vùng sideways đã test là cái lượng cung cũng như hấp thụ là cái lượng cung tương đối tốt, và nó đang tiến về cái vùng đỉnh thời đại ngắn trước đó. Cái vùng kháng cự ngắn trước đó nó là vùng giá tầm 3700 mid. Thì khi mà tiến về cái vùng giá này thì kỳ vọng của em hoàn toàn có thể là có những nhịp vượt qua. Vì khi mà giao thương quốc tế diễn ra, đặc biệt là trong bối cảnh là Chermadec nó có cái cạn nước sâu, Chermadec sắp tới khi mà đưa vào hoạt động thì cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp này mang lại một cái nguồn doanh thu tương đối tốt. Thì đó là cái kỳ vọng của mình, xuất nhập khẩu giao thương được diễn ra. Hiện tại thì cái rủi ro ngắn hạn nhất của Chermadec đó chính là về giá cước tàu đang ở tăng ở mức rất là cao, và thậm chí tăng từ 8 đến 10 lần so với những thời điểm trước đó. Điều này cũng sẽ dẫn đến một cái điều là nó sẽ khiến cho các doanh nghiệp ở Việt Nam nó khó khăn hơn trong cái vấn đề là thuê container và vận chuyển hàng hóa. Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới một số chi phí đầu vào các doanh nghiệp. Nhưng nhìn chung đối với em thì mình có thể lưu ý về trung và dài hạn với các mã cổ phiếu này. Dù vận động giá của nó không phải là quá nhanh và quá mạnh, nhưng mà nó tiềm năng của nó trong tương lai là vẫn có khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại. Trong ngắn hạn hơn thì chỉ để ý tới một số doanh nghiệp được hưởng lợi từ báo cáo tài chính quý 1. Ngân hàng chắc chắn sẽ có kết quả kinh doanh tương đối tốt cũng như là tương đối ấn tượng trong quý 1. Bên cạnh đó là chứng khoán. Chứng khoán được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự doanh chứng khoán. Trong thời gian qua khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng rất tốt kể từ đầu năm, và cũng như dư lượng mà ở trên thị trường, số lượng nhà đầu tư mở mới chứng khoán, điều này chắc chắn sẽ mang đến một cái nguồn lợi nhuận cũng như là một nguồn doanh thu tốt cho các công ty chứng khoán. Bên cạnh đó một nhóm mà chúng ta cũng cần lưu ý chúng ta là thép xây dựng và thép ấy, nhóm thép. Thì trong nhóm thép này được hưởng lợi chủ yếu đến từ gì? Sóng đầu tư công. Bên cạnh đó rất là nhiều những cái câu chuyện, rất là nhiều những cái yếu tố liên quan tới
vĩ mô đã tác động đến giá thép, và giá thép hiện tại đang trong một xu hướng tăng rất là dài và cũng đã có mức tăng tương đối tốt cũng như là tương đối mạnh trong thời gian vừa qua. Điều này sẽ giúp cho cái việc các doanh nghiệp mà họ có một cái lượng hàng tồn kho lớn mang lại một cái nguồn doanh thu trong ngắn hạn. Và thép thì cũng như là rất là nhiều doanh nghiệp rồi, và kết quả kinh doanh của thép ở trong giai đoạn này chắc chắn là sẽ khả quan. Đối với em thì trong quý 1 sắp tới chị có thể lưu ý một số những cái mã cổ phiếu đó. Một điều chúng ta cần cân nhắc là gì? Là khi mà trước cái mùa báo cáo tài chính quý 1 ra thì nhiều cổ phiếu sẽ bắt đầu có sự vận động của dòng tiền tham gia, tức là nhiều cổ phiếu sẽ bắt đầu chạy, và cho đến khi mà báo cáo tài chính quý 1 ra thì thường cổ phiếu đó sẽ có những nhịp điều chỉnh. Nên chị phải lưu ý cho em, chúng ta hạn chế mua bán thông tin, tức là khi mà thông tin đã ra rồi mà nếu mà giá cổ phiếu không tăng hoặc là còn giảm thì chị hạn chế mua. Vì đơn giản là gì? Đơn giản là những thời điểm trước đó đội lái họ đã làm gì? Họ đã thao túng giá cổ phiếu trước rồi, tức là họ đã biết trước thông tin rồi, do đó họ mua vào một cái lượng cổ phiếu. Thì khi mà họ đẩy tin ra như thế thì thường thì những nhà đầu tư họ sẽ lao vào mua. Tích cực nhất là nó vẫn đang trong một uptrend đi, thì có thể là những nhịp rũ bỏ ngắn hạn, những nhà đầu tư đeo bám T cộng thì sau đó lại kéo lên tiếp tục. Còn bi quan hơn là gì? Họ lại phân phối cái lượng hàng ra cho những nhà đầu tư đeo bám tại thời điểm đó. Nên đối với em, cái việc mua theo tin tức ở những cái mùa báo cáo tài chính hầu như không có mang lại kết quả tốt. Mà chị có thể lưu ý là nếu mà chị chưa mua được hàng trước khi mà công bố thì có thể chờ sau khi công bố. Vì sau khi công bố xong á, thì các doanh nghiệp nó cũng sẽ có những cái sự hưng phấn nhất định. Như nói với chị rồi, nhà đầu tư họ lao vào họ mua. Thì khi họ lao vào họ mua như thế thì cũng dẫn đến một cái hệ lụy là quá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám, thì họ cần một cái nhịp rũ bỏ phía sau. Thì mình có thể canh tham gia cái nhịp rũ bỏ đó. Vì kinh nghiệm của em là gì? Những doanh nghiệp mà làm ăn tốt, tức là có báo cáo tài chính tốt ở trong giai đoạn trước đó, ở trong quý trước đó, thông thường sẽ có cái sự thể hiện về giá cổ phiếu rất tốt ở trong cái quý phía sau. Nên chị có thể lưu ý một cái điều đó, tránh cái trường hợp là chúng ta mua đổi mua theo doanh nghiệp và mua theo tin tức ở giai đoạn này. Đó là một trong những cái mà rất là nhiều anh chị nhà đầu tư mắc phải. Cứ vừa thấy báo đăng tin là doanh nghiệp lỗ lãi 10.000 tỷ thì chúng ta lại lao vào bán, lao vào mua cổ phiếu. Thì đó chúng ta nhìn câu chuyện hoàn toàn khác. Anh chị thấy nhiều cổ phiếu tin rất xấu, tin xấu ra nhưng mà cổ phiếu lại tạo đáy chính tại thời điểm đó, chính tại cái bài báo đó. Nhiều cổ phiếu tin rất tốt ra, lãi rất nhiều, thậm chí là chia cổ phiếu mua cổ phiếu quỹ như thế liên tục. Nhưng mà tin tốt ra một phát thì có thể là tạo đỉnh ngay tại đó. Đó là lý do vì sao mà có nhiều câu nói liên quan tới việc là tin ra là bán, hay như vậy, hay đại khái là như vậy. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta phải hiểu được cái sự vận động của cung cầu, cũng như là hiểu được cái tin tức đó nó tác động thế nào tới doanh nghiệp và nhà đầu tư nên cân nhắc để làm gì. Thì khi đó chúng ta sẽ có một cái cách nhìn nó tốt hơn anh chị ha. Rồi đó là với một số những nhóm ngành mình kỳ vọng ở trong thời gian tới. Mình nói về một tí về cái thị trường chứng khoán thế giới, mình cũng đã nói rồi. Mình nói trước về cái VN30 đi. VN30 thì mình nhìn dễ dàng hơn, thì là VN30 đang có một cái mô hình là tam giác gì? Tam giác đối xứng mà ngược, tức là tam giác mở rộng. Thì với cái mô hình này thì giá liên tục neo về, nó chạm về những cái đường kênh ở phía dưới và phía trên. Thì trong thực tế là phiên thứ 6 rồi. Chúng ta nhìn về đồ thị giờ cho dễ nhìn. Tại cái phiên thứ 6 rồi thì VN30 đã chạm được cái kênh trên, tức là đang chịu một cái áp lực cung trong ngắn hạn. Và em nói với chị rồi, cái gap đo lường là nó có lý do của nó cũng như là có mục tiêu của nó. Gap đo lường là một trong những cái trạng thái để giúp cho gì? Kiểm định xem là thị trường hiện tại nó cái lực cầu như thế nào và lực cung như thế nào. Để xem lực cầu có đủ mạnh hay không và hấp thụ hoàn toàn cái lực cung đó để đẩy giá lên ở giai đoạn phía sau. Ở đây VN30 thì nó cũng đã bắt đầu là gì? Anh chị thấy là khi mà chạm cái kênh ở phía trên thì giá bắt đầu chững lại. Kỳ nến ngày hôm 2 tháng 4, 9 giờ sáng tức là đầu phiên, có khối lượng tương đối tốt và cao. Thì với khối lượng cao thế này và đóng cửa cao nhất phiên thì đáng lý ra những giai đoạn ở phía sau thì giá nó phải tăng. Nhưng mà anh chị thấy là bắt đầu gì? Dù khối lượng cao nhưng mà giá không tăng được thì cho thấy là có cái lực bán tương đối ở đây. Có lực bán tương đối ở cái nến này. Đó là lý do vì sao mà em nói với anh chị là chúng ta cần theo dõi cái giai đoạn này để bắt đầu nó có những nhịp test lại cung cầu ở đây. Để mình theo dõi sát hơn. Chúng ta nói em thì giai đoạn này thì là giai đoạn mà chúng ta đã phải có hàng rồi, đã cầm hàng rồi và bắt đầu gia tăng cái phần lợi nhuận của mình rồi. Chứ cái việc mua mới ở đây thì phải hết sức là cẩn trọng về cái vị thế. Như anh chị cứ mua mới là mua đuổi cổ phiếu đầu phiên thì ngay lập tức có thể là bị lỗ ngay trong phiên 3-4% luôn. Bây giai đoạn này là giai đoạn mà nhà đầu tư đang hưng phấn thì có thể tạo ra rất là nhiều những cái biến động về giá trong phiên mà trong ngắn hạn thôi. Thì khi đó sẽ tác động đến như anh chị nào mà tham gia mà không có một cái chiến thuật cũng như là không có một cái vị thế tốt thì rất là dễ để chúng ta bị gì? Bị rủi ro về hàng T cộng. Còn tất nhiên thì trong dài hạn thì em vẫn kỳ vọng mà thị trường còn đi xa hơn nữa. Đây chưa phải là đỉnh thị trường. Đây chưa phải là đỉnh thị trường. Nhưng mà đây là một cái vùng mà chúng ta cũng phải theo dõi rất là sát về yếu tố cung cầu khi mà bắt đầu đang có những hiện tượng về kiểm tra cung. Thì như thế thôi. Vẫn là theo trend, vẫn là follow trend. Khi xuống thị trường vẫn còn tăng thì em vẫn còn nắm giữ cổ phiếu. Em vẫn còn cho những anh chị khách hàng mà nắm giữ cổ phiếu. Khi xuống thì đừng đảo chiều hoặc điều chỉnh thì mình cũng đầu gì? Mình cân nhắc những cái biện pháp, những cái cách xử lý làm sao để có thể là tối ưu hóa cái lợi nhuận, giảm thiểu cái thiệt hại đối với những cái việc điều chỉnh như thế diễn ra. Đó lý do vì sao mà nhìn chung thì trong thời gian vừa qua thì hầu như em sẽ không cho em là người thì không thích hô khách hàng mua bán quá nhiều, mà chủ yếu là em sẽ nắm giữ hoặc là em sẽ cho tham gia những cái mã cổ phiếu theo một khoảng thời gian, theo những cái mục tiêu nhất định.
Và thông thường thì nó sẽ giúp chúng ta có phần lợi nhuận tương đối lớn và tránh cái việc là bị ảnh hưởng về chi phí quá nhiều. Vì nếu mà anh chị cứ dạng là gì, cứ mua rồi bán, cứ mua rồi bán liên tục hàng T3 về chị bán ra, thì như thế sẽ rất là khó để anh chị mình có một cái mức lợi nhuận tốt đối với các cái mã cổ phiếu. Và thậm chí ở những dịp điều chỉnh mạnh diễn ra thì cái rủi ro lớn nhất mà anh chị làm gì là gì, anh chị bị kẹp hàng T cộng, và thậm chí là có những cái thời điểm, có những cái chu kỳ mà nó sẽ không quay lại cái vùng giá đó luôn, không quay lại cái vùng giá đó luôn. Nên chị lưu ý cho em cái trạng thái, nên khi mình tham gia thì mình cũng phải hết sức là cẩn trọng. Và đối với em thì follow trend vẫn là một trong những cách tốt nhất để anh chị có thể là ăn dày và cũng như là nắm giữ qua cái downtrend, qua những cái xu hướng tăng của thị trường thế này. Đó là một trong những cái mà chúng ta cần lưu ý ở thị trường trong giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó thì chúng ta nói một tí về các thị trường chứng khoán thế giới. Thì mình đã nói rất là lâu rồi, mình cũng nói nhiều về các nền kinh tế như là ở Mỹ hay là ở Trung Quốc hay là ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, thì đa phần các cái thị trường chứng khoán đây đang thể hiện sức mạnh tương đối tốt. Đầu tiên là chúng ta nói về Nasdaq Future đi, Dow Jones Future. Thì Dow Jones Future trong phiên thứ 6 vừa qua đã có những bứt phá tương đối tốt và đóng cửa ở mức đỉnh cao nhất thời đại mà nó từng đóng được. Mặc dù Dow Jones chưa vượt đỉnh nhưng mà Dow Jones Future cũng đã vượt đỉnh trước rồi. Và Future là một cái gì đó mà kỳ vọng của nhà đầu tư ở trong tương lai. Thì đó em hoàn toàn Dow Jones có thể đạt được những cái mốc đỉnh ở phía trên. Khi trong những phiên giờ sắp tới nó thể hiện sức mạnh tốt. Bên cạnh đó thì những cổ phiếu, những cái chỉ số dạng như Nasdaq nè. Nasdaq thì sau khi mà nó điều chỉnh một quá trình rất dài từ vùng giá là tầm 13.800 điểm về tận 12.200 điểm, thì bắt đầu hình thành một mô hình đảo chiều trong ngắn hạn. Thường sau những mô hình dạng như vai đầu vai này, cái tỷ trọng tăng có thể xuất hiện là tầm từ 20 tới 25%, thì có thể sau đó sẽ xuất hiện một cái nền giá ngắn nữa. Nhưng mà đối với em thì hiện tại thì Nasdaq đang hình thành một cái mô hình ngắn là mô hình vai đầu vai ngược. Thì mô hình này cho thấy là gì, là khi mà giá cổ phiếu nó break được khỏi cái đường cổ này, cái đường neckline, thì khi đó nó sẽ xác nhận là có thể là điểm mua, cũng như là tín hiệu là thị trường đảo chiều rất là tốt, kèm với khối lượng cao. Còn nếu mà cứ phục hồi mà khối lượng tương đối thấp cũng như là giảm dần thế này thì rất là khó để thị trường có thể lên một cách lâu dài ở giai đoạn phía sau. SP500 thì đã chính thức vượt cái mô hình cốc tay cầm rồi, mô hình cốc tay cầm trước mình vẽ ra rồi. Thì với mô hình này thì sau khi mà nó hình thành những cái giai đoạn test lại tương đối tốt, thì với cái nến ngày hôm 1 tháng 4 thì cũng đã có một cái dịp bứt phá lên rất là mạnh, với khối lượng ở mức tương đối rồi. Từ đó điểm tích cực của các cái nền chứng khoán này, thì như em nói rồi, kể cả Nhật Bản thì cũng đã có sự phục hồi rất là tốt. Hay kể cả ở Trung Quốc thì sau một giai đoạn giảm dài thì mình cũng nói về câu chuyện là Trung Quốc rất là khó để giảm sâu hơn nữa. Nên chị theo dõi video kia cũng nói, ngay cả những điểm thế này, ngay cả những điểm ở thời điểm 16.700, 16.800 thì cũng nói về câu chuyện là Trung Quốc rất khó để giảm sâu hơn nữa. Rất khó. Bởi vì đơn giản là gì? Sau một cái chu trình giảm dài thế này, sau một chu trình diễn ra dài thế này, thì một cái nền kinh tế, tức là về chu kỳ kinh tế mình xét, thì rõ ràng cái chu kỳ kinh tế hiện tại vẫn đang trong một xu hướng tăng trưởng. Sau một quá trình suy thoái cũng như là bị ảnh hưởng bởi Covid, thì trong một xu hướng tăng trưởng thế này thì rất là khó để thị trường chứng khoán chuyển qua từ uptrend sang downtrend, rất khó. Thường thì có thể là chứng khoán đi trước cái nền kinh tế, đi trước chu kỳ kinh tế, nhưng mà đi trước thì đâu đó tầm vài tháng thôi, chứ rất là khó để đi trước một khoảng thời gian dài như vậy. Nên đó là lý do vì sao mà mình cũng có thể cân nhắc. Cosby cũng đã phục hồi rất là tốt và cũng đã break được cái kênh ở phía trên. Ngày hôm trước mình có vẽ một cái kênh này. Kênh ở phía trên này khi mà nó break lên thì nó cũng đã xác nhận về cái lực cầu tham gia tốt và là gì, chính thức bứt phá được cái vùng cung của thị trường. Từ đó là một trạng thái mà đánh giá rất là cao đối với các nền chứng khoán thế giới hiện tại. Thì khi mà chứng khoán thế giới tốt thì Việt Nam hoàn toàn có cơ sở cũng như là có lý do để có thể đi lên tốt hơn. Bởi vì đơn giản đến từ tâm lý nhà đầu tư thôi. Khi mà tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn, người ta hạn chế thấy những cái vấn đề liên quan tới việc là Dow Jones giảm quá sâu ở các nền chứng khoán thế giới bị điều chỉnh mạnh, thì khi đó chắc chắn cái lượng tiền tham gia vào thị trường cũng sẽ ở mức an toàn rất là nhiều và dồi dào hơn. Đó là một trong những cái mà chị lưu ý ha. Rồi đó là về một số những cái nền chứng khoán thế giới. Bên cạnh đó thì đây là một bài báo nói về việc là kinh tế Mỹ bùng nổ hậu dịch thì Việt Nam hưởng lợi nhất ở mảng nào. Thì nhìn cái hình đó chúng ta cũng biết được đơn giản là ở đây bài báo sẽ nói về vấn đề là về xuất nhập khẩu. Tức là nếu mà cái gói kích thích của Mỹ được đưa ra thì giúp cho GDP của Việt Nam tăng khoảng 1,4% trong vòng 2 năm tới. Thì đó là theo ước tính của Allianz và Euler Hermes. Thì đối với em đó là một trong những cái mức tăng tương đối tốt. Và nhìn chung trong dài hạn thì mình cũng nói rất là nhiều về câu chuyện là các cái doanh nghiệp được hưởng lợi về vấn đề xuất nhập khẩu. Bởi vì thông qua cái hiệp định thương mại tự do thì cái việc lãi suất của hàng hóa được giảm về mức hầu như là bằng không, hay là một số những cái mặt hàng có thu phí. Nhưng mà điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí rất là nhiều, tương đối lớn. Trong bối cảnh sắp tới khi mà cái vấn nạn về container, cái vấn nạn về việc vận chuyển hàng hóa được giải quyết, cái giá thành container, giá thành chuyến tàu, cứu tàu giảm xuống, thì chắc chắn là gì, sẽ là một cái động lực tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu này. Bởi vì khi đó thì cái đầu chi phí đầu vào nó cũng sẽ ở mức tương đối thôi. Đó là lý do vì sao mà mình cũng có thể kỳ vọng một cái nhóm này ở trong tương lai. Vì hiện tại thì nhóm này đa phần đều đang ở một cái vùng giá tương đối thấp để tích lũy trở lại. Đó là về thị trường, đó là về các cái mã cổ phiếu mình cần lưu tâm, một số nhóm ngành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá phân tích về các cái mã cổ phiếu mà mang tính chất dẫn dắt cũng như là nó mang tính chất quyết định.
về yếu tố dòng tiền của thị trường mà chúng ta đã từng phân tích cũng như là thường phân tích ở trong các cái video trước đó. Đầu tiên chúng ta không thể không kể đến nhóm ngân hàng. Ngân hàng là một trong những nhóm ngành cũng như là một trong những trung gian tài chính có tác động trực tiếp rất là quan trọng ở trong thị trường tài chính. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được là gì? Cái sự ảnh hưởng ngân hàng lên các cái định chế tài chính, đặc biệt là về dòng tiền, bởi vì nó là kênh luân chuyển vốn ở trên thị trường của các cái nhà, của những người thừa vốn với những người thiếu vốn. Nên nhìn chung thì lý do vì sao mà trong các video nhiều anh chị nhắn em là tại sao ngày nào chị phân tích mỗi ngân hàng, ngày nào cũng chị phân tích chứng khoán, hay là ngày nào cũng chị phân tích bất động sản. Thì đó có một cái vấn đề thế này, rất là khó để có thể phân tích. Trên thị trường có khoảng là 1.700 mã cổ phiếu, rất là khó để chúng ta có thể nói qua tất cả những mã cổ phiếu mà anh chị nào đang quan tâm. Lý do mà em chọn ra những nhóm ngành này, lý do mà em chọn ra các cái mã cổ phiếu mà hàng ngày mình phân tích trên video đều có một cái động lực chính đến từ cái việc là dòng tiền tham gia những cổ phiếu này nó mang tính chất quyết định dòng tiền của thị trường. Nếu chị hình thấy là thị trường có phiên tăng điểm tốt nhưng mà đều đến từ các cái mặt cổ phiếu trụ, không có sự tham gia dẫn dắt từ dòng tiền của cổ phiếu khác ở nhóm ngân hàng hay là ở nhóm chứng khoán, thì rất khó cho nhịp tăng đó, và hầu như nó sẽ không bao giờ vượt được nếu mà không có động lực tham gia các nhóm ngành khác. Nên đó là lý do vì sao mà em nói với anh chị là rất là quan trọng để khi mà mình đánh giá được cái dòng tiền của các cái nhóm cổ phiếu đó, và khi mình đánh giá được rồi, khi mình hiểu được về vận động thị trường rồi, mình hiểu bản chất thị trường rồi, thì cái việc mình liên hệ về cổ phiếu mà danh mục của mình thì nó dễ dàng rất nhiều, dễ dàng rất là nhiều. Đó là cái mà em hướng tới, chứ không phải là chúng ta sẽ phân tích tất cả mọi cổ phiếu trên thị trường. Anh chị nào yêu cầu cổ phiếu này chúng ta phân tích cổ phiếu đó, anh chị hoàn toàn có thể tham gia vào cái room Zalo của em, hoặc là chị nhắn tin riêng cho em ở số Zalo bên dưới, thì em hoàn toàn có thể hỗ trợ chị về vấn đề là cơ cấu danh mục hay là về một số những cái mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm. Thì đó là câu chuyện mà chúng ta đã hỗ trợ nhà rất là lâu trong thời gian vừa qua rồi. Đó là một cái mà em hướng tới. Còn trong cái video này thì thường nó ngắn và thường nó chỉ mang tính chất là gì, đánh giá tổng quan thôi, nên mình hoàn toàn không thể nào đi qua hết tất cả những cái mã cổ phiếu được. Mình phải có sự chọn lọc và chắc lọc. Thì đó là những cái sự chắc lọc mà mình đã làm ra. Nên khi mà chị tham gia thì cũng hy vọng là chị sẽ có thêm nhiều góc nhìn. Chứ chúng ta cũng không thể nào đánh giá được hoàn toàn tất cả những cái mã cổ phiếu. Rất là cảm ơn chị luôn theo dõi và ủng hộ em trong các cái video. Thì hy vọng là video đã giúp anh chị mình phần nào đó hiểu rõ hơn về bản chất của thị trường. Đó. Rồi chúng ta cùng đánh giá một tí về cổ phiếu đầu tiên là Vietcombank. Vietcombank là một cổ phiếu mà ngày hôm trước mình cũng đã nói rất là nhiều về vấn đề cổ phiếu đang trong một cái giai đoạn tích lũy tương đối chặt. Với cái mô hình tích lũy ngắn ở phía dưới này cũng như là cái vùng giá của nó ở phía dưới tầm vùng 93.x thì liên tục chạm về những cái vùng đó thì giá đều bật lên. Tức là cho thấy một cái lực cầu tương đối mạnh, và nếu anh chị tham gia Vietcombank ở giai đoạn này thì cái điều quan trọng nhất chính là rủi ro. Tức là rủi ro cổ phiếu này hầu như rất thấp nếu mà chị tham gia ở những vùng nền ngắn này. Nhưng mà có điểm cần lưu ý với cổ phiếu Vietcombank, bởi vì đơn giản thôi, đây là một cổ phiếu có vốn hóa rất lớn. Một trong những ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại nhà nước, nó có sự tác động trực tiếp cũng như là quy mô rất là lớn. Nên cái giá cổ phiếu này nó cũng sẽ không thể nào tăng giảm đan xen một cách giống như các cổ phiếu thường được. Cũng rất là khó để có thể là lái cổ phiếu đẩy lên những cái vùng giá cao, bởi vì vốn hóa nó lớn thì nó cũng sẽ tác động trực tiếp tới chỉ số VN-Index. Nên các cái doanh nghiệp thì cũng như là các cái đội lái, các nhà tạo lập thị trường, họ cũng phải vận động và vận dụng cổ phiếu này như là một cổ phiếu điều tiết chỉ số. Ví dụ ngày hôm đó thị trường đang giảm quá sâu mà sẽ khiến cho một lượng lớn nhà đầu tư tháo chạy, rút khỏi dòng tiền ở thị trường, thì họ cũng cần có những cái mã cổ phiếu như thế này, dạng như Vietcombank, như là VIT hay là Vinhome, đều là những mã cổ phiếu mang tính điều tiết để duy trì thị trường hoạt động, cũng như là duy trì cái dòng tiền thị trường nó hoạt động một cách ổn định, cũng như là giúp gì trấn an tâm lý nhà đầu tư ở những thời điểm mà thị trường diễn ra những đợt bán tháo lớn. Nên chị dùng cho em đặc điểm chung của những cổ phiếu này như thế, nên khi mà mình tham gia thì phải cân nhắc về cái tỷ trọng, cân nhắc về tỷ trọng. Tiếp theo là với BIDV, BIDV. Một đặc điểm mà chị cần lưu ý cho em là trong cái ngày hôm thứ sáu vừa rồi, rất nhiều cổ phiếu ngân hàng thu hút dòng tiền tốt, rất nhiều cổ phiếu ngân hàng dòng tiền tham gia rất mạnh. Đầu tiên là BIDV ngày hôm 4 tháng 2, 2 tháng 4, cái nến rất cao với khối lượng lên tới là tầm 5.800.000 cổ, tức là nó tương đương với cái nến bứt phá ngày 18 tháng 3. Với khối lượng cao, mặc dù không đóng cửa cao nhất ngày, nhưng mà nó cũng đã chính thức hình thành được cái đáy số 3 nó rồi, nó cũng cần một cái nhịp bứt phá đi lên nữa. Thì có thể sắp tới đây chỉnh giá lại quanh đây, khi mà giá nó chạm về những vùng kháng cự phía trên này. Đây là một cái vùng kháng cự cũng tương đối với khối lượng trước đó khá là cao, thì mình theo dõi thêm ở cái vùng này. Tại đây sẽ có những cái áp lực cũng nhất định, nhưng mà nếu mà tích lũy lại ngắn tầm 2-3 phiên, sau đó có nhiều bước phá lên luôn, thì kỳ vọng sẽ test lại đỉnh cũ quanh 49x, thậm chí là 50 ở phía trên này. Đó là BID. Tiếp theo là công thương. Công thương thì vẫn là một cổ phiếu tương đối tốt đối với em, và nhìn chung thì nó vẫn đang trong một cái vùng sideways. Điểm tích cực của công thương là nó lắp gáp lại tốt và quay về cái vùng nền cũ, tức là nhìn chung xét về một cú mốc, tức là một cái cú mà nó rủ xuống thế này nè, một cú mốc xuống thế này nè, nó mang tính chất là để rủ bỏ nhà đầu tư nhiều hơn là phân phối hàng ra, nên mình có thể lưu ý cái điều đó. Và đối với công thương hiện tại thì cái kỳ vọng ngắn hạn của nó đến từ cái việc chia cổ tức, đến từ kết quả kinh doanh trong quý 1, đa phần ngân hàng đều như thế ở giai đoạn này, thì mình cũng có thể lưu ý thêm với nó, và chúng ta chờ cái vận động ở phía sau này. Nếu mà nó có những cái động thái tốt cũng như là duy trì giá tốt, test là hàng T cộng tốt, thì mình canh mình tham gia giai đoạn phía sau cũng không mất mát gì. Nhìn chung thì đó là một trong những cái mình cần lưu ý thêm thôi. Bên cạnh đó thì một số những cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần như là Techcom nè. Techcom thì vẫn ngày hôm thứ sáu vừa rồi thì giảm điểm với khối lượng tương đối là thấp, thì khả năng cao là lắp gáp lại.
đối với cái việc mở gap ra ở giai đoạn này thì hầu như nó không mang lại quá nhiều tác dụng. Bởi vì như em nói là mở gap ra thì thật sự là nó cần một khối lượng rất là mạnh, khối lượng rất là lớn, thì khi đó mới dễ dàng mà có thể là gì giữ được gap đó. Còn nếu không thì cái khả năng lắp gap này rất là cao, nên mình cũng theo dõi thêm với cổ phiếu này. Thì Techcom thì hiện tại nó cũng đã vượt lên được khỏi cái chiếc hộp nhỏ của em, thì hiện tại nó đang chạm về lại một cái vùng kháng cự, đó là vùng kháng cự tầm là 42.2, 42.2. Thì tại cái vùng kháng cự này hiện tại cũng đang gặp một cái lực cung nhất định, nhưng mà khả năng cao là gì là sắp tới có thể có nhịp chỉnh giá lại lắp gap là sẽ đỡ bứt phá lên tiếp tục. Vì Techcombank thì cái kỳ vọng ngắn hạn của nó cũng là đến từ cái báo cáo tài chính trong quý 1 thôi. Đây là một trong những ngân hàng mà có cái nền tảng cơ bản rất là tốt, tỷ lệ CASA cũng đứng đầu ngành. Đó là lý do vì sao mà Techcom luôn được ưa chuộng trong suốt thời gian vừa qua về cả dịch vụ và về cả những cái vấn đề về tư vấn. Nên là em kỳ vọng khá là cao vào cổ phiếu này ở trong dư địa của tương lai. Tiếp theo là với một số những cổ phiếu khác như là MB này. MB thì sau khi nến bứt phá ngày hôm trước ở quanh vùng giá tầm là 29.2, trong thực tế thì ngày thứ sáu vừa rồi cũng đã có một cái rút chân rất là tốt khi mà chạm về cái vùng kháng cự ở đây, cái vùng kháng cự quanh vùng giá tầm là 29.3, 29.4 thì giá đóng cửa trên 29.6, thì đây là một cái bước tăng tương đối tốt so với cổ phiếu này. Nhưng mà điểm đặc biệt của MB là thứ nhất là về thanh khoản thì nhìn chung nó không gọi là gì, không vận động tuân theo quy luật cung cầu quá nhiều, và cái nến ngày hôm 1/4 là một cái nến bứt phá lên dù tốt nhưng mà khối lượng lại không phải là quá cao, tức là chỉ ở mức cao trung bình thôi, nhưng mà không phải là quá cao thì mình cũng nên cân nhắc mình theo dõi thêm với cổ phiếu này. Tiếp theo là với chiều đã có hàng, tôi lưu ý cho em mức hỗ trợ hiện tại nó là vùng giá tầm 28.1, nếu mà giá dựa trên mức này theo dõi tiếp vẫn nắm giữ được. Nếu mà nó mất mức này thì khả năng cao là phải quay đầu về và thậm chí là có thể thủng luôn đáy dưới để test lại những cái vùng giá thấp hơn. Bởi vì đơn giản là mục tiêu của họ là gì, mục tiêu của ta là thị trường vẫn là việc đưa thị trường về những vùng giá thấp với cái sự chiết khấu về giá thấp nhất. Bởi vì đơn giản là mình cần lưu ý thêm với những cái đánh giá đó cũng như là với cái động lực hiện tại của MB. Thì nhìn chung thì MB cái nến ngày hôm thứ sáu vừa rồi bứt phá lên khá là tốt, đóng cửa cao gần như là cao nhất ngày với khối lượng cao, thì cho thấy lực cầu cũng rất là mạnh và để hấp thụ được cái lực cung này. Thì mình theo dõi thêm cho em. Tiếp theo là với một số những cổ phiếu ngân hàng khác như là có VB nè. VB thì đặc điểm chung của cổ phiếu này là về ngân hàng thì đây là một ngân hàng tương đối là mạo hiểm, nhưng mà về chứng khoán thì đây cũng là một trong những chứng khoán đã có mức tăng tương đối là tốt ở trong suốt thời gian vừa qua. Thì đối với em thì VB vẫn là một trong những cổ phiếu khỏe nhất thị trường ở giai đoạn này, đặc biệt là trong những ngân hàng. Vì nó đi lên khá là nhanh và đi lên trước mọi người rồi, và hiện tại nó cũng đang trong cái quá trình tích lũy trở lại, từ đó là điểm đánh giá rất là tốt. Thực ra là với một số những cổ phiếu khác như là Liên Việt nè, Liên Việt thì phiên ngày hôm thứ sáu test hàng T cộng về, nhìn chung thì lực bán cũng tương đối nhưng mà lực cầu cũng đã đỡ giá trở lại, khiến cho giá cổ phiếu đóng cửa không phải là quá cao. Nhưng mà đối với em thì đây vẫn là một trong cái trạng thái mình cần lưu ý thêm, cũng như là một trong những cái yếu tố về cung cầu. Bởi vì khi mà bắt đầu hiện tại về cái áp lực cung thì bắt đầu gia tăng dần, ở giai đoạn giá càng cao thì bắt đầu áp lực cung càng gia tăng dần, thì mình cũng phải lưu ý thêm cho em về một số những cái điều khoản. Đó là về Liên Việt. Chúng thì đối với em thì khi mà tham gia cổ phiếu này mà có hàng thì mình nắm giữ tiếp thôi. Sau cái quá trình mình đã bứt phá được cái vùng đỉnh cũ trước đó là vùng giá tầm là ngày 30/3 ấy, ở vùng giá kháng cự cũ trước đó là vùng giá tầm là 17, thì hiện tại nó đang duy trì được ở trên mốc đó là tương đối tốt rồi. Nhưng mà có thể là có những nhịp backtest lại thôi. Nếu mà thị trường nó có những nhịp lắp gáp thì khả năng cao cũng sẽ có những nhịp backtest trở lại. Thì backtest khả năng là sẽ về lại vùng giá tầm là 17, 16-17 thì sau đó lại tiếp tục bật lên thôi. Nên có thể lưu ý thêm cho em với Liên Việt. Thế là ACB. ACB thì vẫn là một cổ phiếu mà giai đoạn trước đó mình nói khá là nhiều về cái vận động giá của nó, thì về cơ bản thì rất là tốt. Về cơ bản cổ phiếu này nó cũng có khá là nhiều câu chuyện hỗ trợ giá phía sau. Nhưng mà nhìn chung thì trong ngắn hạn thì cổ phiếu đang bắt đầu tiệm cận về cái vùng kháng cự, và với cái nến ngày hôm thứ sáu thì khả năng vượt qua cũng rất là cao. Thì mình cũng có thể theo dõi thêm với cổ phiếu này. Thì đối với em, ACB bắt đầu một trong những cổ phiếu mà nó sẽ được thiên về dạng quỹ đầu tư nhiều hơn. Tức là sẽ có nhiều quỹ thích cổ phiếu này nhiều hơn, vì cái nền tảng cơ bản rất là tốt và hiện tại cái mức giá cũng đang ở vùng giá khá là chiết khấu so với các cái mặt cổ phiếu khác. Bên cạnh đó là STB nè. STB là một cổ phiếu mà như chị khách hàng mình nắm giữ từ vùng giá tầm 18.x thì hiện tại cũng đã có mức sinh lời tương đối tốt rồi. Thì cái điểm tốt của STB ngày hôm thứ sáu vừa rồi là cái điểm mà giá cổ phiếu này nó không bị lắp gáp khi mà mở ra mà duy trì được cái vùng giá tương đối là cao. Nhìn chung là đối với em thì khối lượng cái đến ngày hôm thứ sáu thì vẫn đạt, nhưng mà cái phiên ngày là một phiên test hàng T cộng, cũng như là một phiên mà đã cho thấy là cái hiện tượng rũ cung, tức là lượng cung nó được hấp thụ hoàn toàn, thì khả năng kỳ vọng trong ngắn hạn thì STB có thể tiếp tục duy trì được cái vùng giá ở trên cái vùng hỗ trợ này, ở trên vùng hỗ trợ tầm 21.7 phía trên này. Thì mình có thể lưu ý thêm cho em về STB ha. SHB như thế, SHB thì sau một chuỗi ngày tăng dài thì giá bắt đầu cũng đã chững lại rồi. Thì với việc mà khối lượng bắt đầu tăng dần ở những phiên gần đây và giá không tăng lên được thì nó là một trong những trạng thái cho thấy áp lực cung bán ra tương đối lớn. Áp lực cung bán ra tương đối lớn. Nên mình cũng phải hết sức là cân nhắc về vấn đề là theo dõi về yếu tố cung cầu của các cái mã cổ phiếu này, và khi mà tham gia thì hạn chế cái việc mà tham gia ở những cái vùng giá mà nó có xuất hiện những cái vùng giá tương đối cao và cái mô hình của nó không quá tốt, thì mình cũng hạn chế mình tham gia. Đối với SHB thì kỳ vọng của em là giữ nền lại thôi, duy trì là cái nền giá quanh tầm 27.5 thì mình cần nhắc
Còn trong ngắn hạn thì vẫn chưa, đây vẫn chưa phải là một cổ phiếu mình nên cân nhắc, bởi vì cái rủi ro hiện tại tôi nói là cao rồi. Bởi vì anh chị thấy là cái nến ngày hôm thứ sáu vừa rồi thì nhìn chung là vẫn có cái lực mua tương đối mạnh vào đấy, nhưng mà giá đóng cửa thì vẫn duy trì ở mức ngang thôi. Đó là một trong những ký đồ của họ, thì mình cũng có thể theo dõi thêm với cổ phiếu này. Tiếp theo là một số những cổ phiếu khác ở trong các nhóm cổ phiếu đâu đó như là gì, chứng khoán này, SI đi. SI thì sau cái quá trình phục hồi tốt ở cái nến ngày hôm 1 tháng 4 với khối lượng rất là cao, khối lượng lên tới là 21 triệu cổ, tức là đâu đó là gấp đôi trung bình 20 phiên. Thì sau cái nến ngày hôm qua, cái nến ngày hôm thứ sáu thì nó cũng đã có cái gì bứt phá lên, mở gap rất là tốt, nhưng mà gap này thì không đủ lực, sau đó ngay lập tức là bị chốt ngược trở lại, ngay lập tức là bị chốt ngược trở lại. Thì đó là một trong trạng thái mình cần phải lưu ý thêm với các cái mã cổ phiếu này. Ở trong nhóm chứng khoán thì được hưởng lợi chủ yếu đến từ thị trường thôi, thị trường tăng thì chắc chắn cổ phiếu chứng khoán sẽ tăng, vì đơn giản là như mình nói rồi, dòng tiền cũng sẽ được thu hút nhiều hơn, và khi đó nhà đầu tư mà cho được hưởng một cái phần lợi đến từ cái việc là gì, khi mà cái anh chị hình dung là khi mà cái thị trường tăng á, thì thứ nhất là về vấn đề là nhà đầu tư tham gia nhiều, thì sẽ dẫn đến một cái lượng lớn nhà đầu tư mở tài khoản, dư lượng margin, thì khi đó tác động trực tiếp tới các công ty chứng khoán được hưởng lợi về lâu về dài trong một xu hướng tăng trung hạn. Nên đó cũng là cái thời điểm là thích hợp nhất để mà trong một xu hướng tăng anh chị phải nên có một cái mã cổ phiếu chứng khoán ở trong danh mục của mình, để có thể là gì được hưởng lợi tốt nhất. Bên cạnh đó là một số những cổ phiếu khác như là ngân hàng, như là bất động sản, nhưng mà chắc chắn là nên có một cổ phiếu chứng khoán ở trong danh mục để có thể nắm bắt được những cái xu hướng ngắn hạn của thị trường. Đó là về SI. Tiếp theo là một cổ phiếu khác như là HCM này. HCM này sau phim rồi nó break cao được cái kênh trên thì khả năng có thể là test lại kênh như này, test lại kênh quanh giá tầm 32 chấm bit thì mình có thể theo dõi thêm cái động lực ngắn hạn ở đây. Thì khi đó có thể là nó sẽ có những nhịp retest lại duy trì được cái vùng sideways ngắn, và trước khi nó bứt phá đỉnh thời đại là quanh vùng giá tầm là 34.5, thì mình lưu ý thêm cho em. Tiếp theo là với VND này. VND thì câu chuyện chuyển sang từ HOSE sang HDX đã khiến nhà đầu tư cũng tương đối là tiếc nuối khi mà hai ngày vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhịp tăng rất là tốt rồi. Thì sắp tới thì khi mà ngày thứ hai tuần tới này là ngày mai, khi mình đi miết lên sàn HDX thì giá khởi điểm cũng như là cái biên độ ngày đầu tiên là 10%, nó cũng giống như cổ phiếu khác ở trong HDX thôi. Nhưng mà đó là một trong những cái mình cũng cần phải lưu ý thêm với hiện tại, xu hướng hiện tại của cổ phiếu này. Tiếp theo là với một số những cổ phiếu chứng khoán khác, sẽ có SS nè. SS thì sau một phiên tăng tốt thì ngày hôm nay cũng bắt đầu test tại đỉnh cũ rồi, thì mình theo dõi cái vận động giá là quanh vùng giá tầm 34.3, 34.4 thì mình có thể lưu ý được, nắm giữ được với cổ phiếu đó. Còn chung thì trong ngắn hạn thì vẫn chưa, nhưng mà theo dõi thêm cái vận động ở đây, nếu mà có những yếu tố về cung cầu test lại tốt bật lên thì khả năng cao mà cái RE, cái vận động phía sau này cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Với cổ phiếu này thì điểm tích cực nhất của SS là cái nến ngày hôm 1 tháng 4 này có khối lượng tham gia rất là lớn, khối lượng tham gia lớn kèm giá tăng tốt, thì đó là cái kỳ vọng mà có thể vượt được cái đỉnh thời đại này, cái đỉnh kháng cự ngắn hạn này vùng giá tầm 32. Đây là cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Tiếp theo là với bên cạnh đó là một số những cổ phiếu chứng khoán khác như là VCI đợt vừa rồi cũng đã có nhịp bật khá là tốt này, là VDS. Thì nhìn chung nói với em thì trong ngắn hạn các cái mà cổ phiếu về chứng khoán vừa và nhỏ này thì cái hưởng lợi chính của nó là đến từ cái kết quả kinh doanh ở trong quý 1 thôi. Tiếp theo là một số những cổ phiếu khác ở cái nhóm ngành như là bất động sản. Thì bất động sản thì mình lưu ý thêm một số những cổ phiếu như là đất xanh thì mình nói rồi, đất xanh thì mình nói trong các video rồi. Đất xanh thì hiện tại vẫn đang nằm trong cái vùng sideways của nó, thì trong cái vùng này thì giá cổ phiếu cũng sẽ tăng giảm đan xen với nhau thôi, cũng sẽ là tăng giảm đan xen với nhau. Và cho đến khi nào mà nó break được cũng như là có những cái nến bứt phá hoàn toàn những cái vùng kháng cự phía trên này, vùng giá tầm 25.7, 25.8 thì mới cân nhắc để mình tham gia. Thì cái đó cái vùng giá phía sau sẽ đi lên rất là nhanh và mạnh. Thì đó mình cân nhắc mình tham gia được. Còn trong ngắn hạn hiện tại mình cũng phải lưu ý, ở trong ngắn hạn hiện tại thì mình cũng phải tìm hiểu kỹ về những cái mô hình này, thì hiểu kỹ về những cái trong cái vận động ngắn hạn của nó. Thì khả năng cao thì sắp tới là trong quý 1 thì những cổ phiếu như đất xanh thì cũng sẽ được hưởng lợi từ cái vấn đề là cái lợi nhuận hạch toán của Semco World chưa được hạch toán vào cuối năm ngoái đã khiến cho giá cổ phiếu nó không tăng lên được, cũng như cái lượng margin bị rút trở lại, tức là bị hạn chế margin. Thì trong ngắn hạn có thể sắp tới được hưởng lợi từ cái vấn đề này, thì có thể chờ đợi cái nhịp gia tăng margin, tức là được mở lại margin ở giai đoạn phía sau, thì khi đó dòng tiền thu hút vào rất là tốt với các cái mã cổ phiếu này. Tiếp theo là với một số những cổ phiếu khác ở trong những bất động sản, chúng ta có là gì, chúng ta có BDR. Thì mình nói là BDR thì đang tiếp tục duy trì được cái kênh tăng thôi, nhưng nói cái kỳ vọng của em vẫn đi lên được tiếp, bởi vì rõ ràng hiện tại thì cổ phiếu này nó nhìn chung là nó không phụ thuộc nhiều vào cung cầu, mà chủ yếu phụ thuộc vào cái đội lái cổ phiếu cũng như là yếu tố cung cầu của nhà đầu tư thôi. Nhìn chung thì nó cũng sẽ bị thao túng tương đối là nhiều, và hiện tại thì về cái hướng cũng như là về cái mà động lực mà không có tạo ra, rõ ràng đang là một động lực tăng, tức là họ đang vẫn đang muốn và đang muốn tăng lên ở những vùng giá cao hơn nữa. Tiếp theo là với một cổ phiếu khác ở trong nhóm bất động sản, ta có NTL đi. NTL là một cổ phiếu hiện tại vẫn đang duy trì được cái vùng sideways tương đối là tốt, và đối với em cái điểm tích cực nhất của NTL là chính là cái vùng giá của nó. Cái giá của nó ở những vùng giá thấp này bắt đầu là có những sự hiện tượng là cạn cung, tức là cái lượng bán ra không còn quá nhiều nữa. Cái đến ngày hôm 25 tháng 3 cho thấy là dù giá cổ phiếu giảm rất là sâu về tận vùng giá 25.1, nhưng mà gì, cái lượng nhà tư bán ra được hấp thụ lại hoàn toàn và đóng cửa là tạo một cái nến doji ở phía trên.
Và đó là một trạng thái rất là tốt của NTL, thì trong ngắn hạn kỳ vọng là vẫn duy trì sideways trong cái biên này cho đến khi nào nó break điều kiện trên hoặc break kênh dưới thì mình có thể mình tham gia, đó là mình gia tăng. Còn trong cái vùng sideways này có thể là bởi vì thế trước tầm 30% với các mã cổ phiếu dạng thế này, đó là NTL. Bên cạnh đó là một số những cổ phiếu khác như là gì, chúng ta có là một số những cổ phiếu về xây dựng như là HBC đi. HBC thì vẫn đang trong một cái vùng sideways ngắn thôi, trong cái vùng sideways ngắn, nhưng mà cái vùng kháng cự ở phía trên này của HCB tương đối là mạnh này. HBC là vùng giá tầm 19 á, vùng kháng cự khá là mạnh này. Khi giai đoạn trước đó thì khối lượng rất là cao nhưng mà giá vẫn chưa vượt lên trên được, cũng như là cho thấy là một cái lượng cung bán ra tương đối lớn. Thì mình lưu ý thêm cho em với cái giai đoạn này này, thì mình theo dõi thêm với cổ phiếu này thôi. Chung thì HBC thì nó cũng đang chờ những cái quá trình bứt phá đi lên ở cái vùng kháng cự là vùng giá tầm 19.2, cho là khi mà nó bứt phá lên được thì mình lưu ý thêm cho em. Nhìn chung thì Hòa Bình thì vẫn là một cổ phiếu mà về cái vị thế trong ngành, vị trí trong ngành xây dựng cũng rất là tốt rồi, thì kỳ vọng của nó chỉ là những cái gì mà bứt phá lên ở giai đoạn phía sau thôi. Thì sideways vẫn khá là ổn định thôi. Đối với em thì cái việc mà cạn cung cũng như là cái áp lực cung bắt đầu giảm dần thì đó là điểm rất là tốt đối với các cái mặt cổ phiếu. Tiếp theo chúng ta cùng đánh giá một tí về các cái mặt cổ phiếu khác như là gì, như là KBC đi. KBC thì nhiều anh chị hỏi em có nên mua mới hay không, thì đối với em đây vẫn là một cổ phiếu mà nó thiên về xu hướng đầu tư trung và dài hạn nhiều hơn. Các anh chị kỳ vọng ở đây không phải là vấn đề về việc là doanh nghiệp thế này thế kia, nhưng mà cái kỳ vọng chính của đây KBC là cái trong tương lai, khi mà người ta nhìn thấy được cái sự chuyển dịch cái khu công nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam, thì khi đó KBC cũng được hưởng lợi rất là nhiều từ vấn đề là gì, là được Apple đặt nhà máy tại Bắc Giang. Thì chúng ta đã thấy cái giai đoạn trước đó khi mà một cổ phiếu như là dạng Pet hay là DG World thôi, khi mà có một cái thông tin về việc Apple hợp tác thì nó cũng đã giúp cho cổ phiếu tăng rất là nhanh, thì đó là một trong những trạng thái tích cực ngắn hạn của KBC. Chúng ta đó em dòng tiền cổ phiếu này vẫn còn nằm trong, nhưng mà đội lái hiện tại họ vẫn đang gì, họ vẫn chưa đẩy giá lên, thì đó là một trong những cái mình cần phải lưu ý ha. Tiếp theo là một cổ phiếu khác chúng ta cùng đánh giá qua. Bên cạnh là một số những cổ phiếu bất động sản thì mình cũng có lưu ý thêm là một số những cổ phiếu Hòa Nhà Vin nè. Hòa Nhà Vin cũng là một cổ phiếu bất động sản có nhìn chung là có máu mặt ở trong ngành. Từ đó với VIT thì đây là một cổ phiếu rất là tốt ở trong thời gian ngắn này, khi mà giá cổ phiếu cũng đã chính thức vượt được cái vùng đỉnh trước đó đó. Đây, vùng đỉnh trước đó là vùng giá tầm là 15 tháng 1 thì nó cũng đã vượt lên trên rồi. Đóng cửa thì hầu như là gần như là cao nhất ngày. Từ đó là điểm tương đối tốt. Với VinGroup thì đối với em thì đây vẫn là một trong những doanh nghiệp mà mình cũng cần phải theo dõi rất là sát, bởi vì nó là cổ phiếu điều tiết. Thì với những cổ phiếu điều tiết thì cái quá trình mà nó vận động cũng như là gì, anh chị hình dung là cái quá trình tăng giảm đang xe của nó cũng sẽ không quá mạnh hay là không quá yếu, tức là nó vẫn duy trì ở mức cân bằng. Ví dụ ngày hôm nay thị trường giảm sâu đi, có thể là nó sẽ có những cái lực đỡ từ các cổ phiếu này để giúp cho thị trường nó hoạt động một cách ổn định hơn. Đó là cái trạng thái chung. Nên chung đó, với hiện tại thì chị lưu ý cho em định tích cực của nó là nó đã vượt được cái đỉnh cũ và cũng đang bắt đầu tiến về vùng kháng cự là vùng giá tầm 126. Ngày hôm trước thì mình cũng vẽ một cái đường ngang qua tầm 126, mình tỏ là đây là gì, đây là cái vùng cung rất là mạnh, cái vùng cung rất là mạnh, thì mình cũng cần phải lưu ý thêm. Cần phải lưu ý thêm với cái vùng này. Tiếp theo là với một số những cổ phiếu khác mình cần lưu ý ở trong giai đoạn vừa qua, thì có là gì, số những nhóm như dạng thép nè, một số những nhóm ở bên xuất nhập khẩu, một số nhóm ở bên dệt may, hay là bên cạnh đó thì không thể nào quên được nhóm về tài chính nè, một số những cái cổ phiếu, một số những cái bạn tham gia. Thì đó là cái trạng thái chung. Lưu ý thêm chứ, ngày hôm trước mình có vẽ ra, mình chờ test lại cái vùng giá phía dưới này. Tiếp theo là về một cổ phiếu khác trong nhóm Vin, ở nhà Vin đó chính là Vinhome. Vinhome thì chung đối với em thì hiện tại nó cũng đang trong một cái hộp khá là tốt ở trong đội hỷ tuần, và nó cũng đã tích lũy được đó tầm là gì, tầm đó tầm 10 tuần rồi. Với cái khoảng thời gian tích lũy dài thế này thì cái nhịp bứt phá lên phía sau khá là cần thiết về yếu tố cung cầu. Khi nó có thể chờ một cái nhịp bứt phá lên hẳn vùng giá tầm 106.4 thì có thể mua hoàn toàn và lấy vị thế luôn. Tức là tùy vào cái chiến lược. Và đó thì Vinhome trong ngắn hạn có thể là sẽ đánh test lại cái vùng đỉnh cũ ở đây. Đỉnh cũ ngắn là quanh vùng giá tầm 102, 103. Thì khi lên tới đây chắc chắn sẽ chịu một cái áp lực bán tương đối. Thì mình cũng có thể lưu ý thêm về cổ phiếu này. Tiếp theo là với Vinamilk. Vinhome thì mình nói tiếp luôn là VRE. VRE thì bắt đầu quay lại nền cũ rồi. Mô hình gãy nền dũ thôi. Bắt đầu quay về nền cũ quanh vùng giá tầm là 33.5 cho tới 35.5. Thì giá duy trì được sideways trong cái vùng này thì khá là ổn định rồi. Khá là ổn định rồi. Tiếp theo là một số những cổ phiếu anh chị đã có hàng VRE thì lưu ý cho em, mốc kháng cự hiện tại cổ phiếu là vùng giá tầm 34, tầm 34. Thì khi lên thì cái vùng kháng cự này sẽ có một cái lực bán tương đối, lực bán tương đối xuống thì chị lưu ý thêm cho em VRE. Thì đó vẫn là cái nhìn chung thì đó vẫn là một trong những cái mình cần phải lưu ý khi mà mình tham gia cổ phiếu này, bởi vì cái giá cổ phiếu này nó yếu hơn so với thị trường, nó yếu hơn so với các cái mã cổ phiếu khác, nên khi mà mình tham gia thì rủi ro là vẫn có rất là cao. Tiếp theo là một số những cổ phiếu khác ở trong nhóm VN30 mình đã qua, như là MWG nè. MWG thì về nhóm thương mại thì trong ngắn hạn vừa qua đã có dòng tiền tham gia tốt, cái là kỳ vọng ở trong kết quả kinh doanh ở quý 1 này, nhóm thương mại đã có cái sự kỳ vọng từ đó là tốt, khi mà cả MWG hay là cả BNC cũng đã có cái nhịp bứt phá đi lên kèm với khối lượng từ đó là cao, từ đó là điểm cộng của cái nhóm thương mại ở trong tuần rồi.
Thì chung thì đối với em giới thương mại thì nó vẫn được phụ thuộc khá là nhiều vào cái báo cáo tài chính sắp tới. Bởi vì đây là một trong những cái thước đo, một cái tham chiếu mà nhà đầu tư họ kỳ vọng, họ nhìn vào để họ đánh giá là xem có nên đầu tư hay không. Từ đó em đó là một cái mà mình cũng nên mình tham gia. Thì với MWG thì bên cạnh đó thì có BNG. BNG thì cũng đã có một cái nến bứt phá lên với khối lượng cao, và nhìn chung thì điểm tích cực nhất của BNG nó đã vượt đỉnh cũ rồi. Vượt đỉnh cũ rồi. Thì trong ngắn hạn thì đã vượt đỉnh cũ, nhưng mà trong dài hạn thì kháng cự hiện tại của BNG đang vùng giá tầm là 87.5. Thì nó cũng đã vượt lên ở trong phiên ngày thứ 6 vừa rồi. Thì kỳ vọng trước mắt của nó chính là vùng gì? Test lại cái vùng ở phía trên này vùng giá tầm 96.x. 96.x là giai đoạn trước đó, thời điểm 2018 đạt đỉnh thì BNC cũng đã từng đạt được cái mốc là 98.x. Thì mình có thể cân nhắc mình theo dõi thêm ở giai đoạn này. Chúng ta là một số những cổ phiếu khác ở trong nhóm VN30 thì mình có nói qua như là gì, BVH nè. BVH thì cũng đang trong quá trình hình thành là cái đá số 3, thì hiện tại là cái đá số 3 đã khá là tốt rồi. Khá là tốt rồi. Nhìn chung thì chúng ta cũng có thể theo dõi thêm với các cái với các cổ phiếu này. Tiếp theo là với lưu ý một số những cái, tiếp theo là một số những cổ phiếu khác như là dạng TB Bank đi. Nãy mình chưa nói về TB nè. TB là một cổ phiếu đang trong đổ VN30 và hiện tại sau cái quá trình gãy nền dũ thì nó cũng đã bắt đầu quay lại nền cũ rồi. Thì đối với cái quá trình mà quay lại nền cũ với các cái mã cổ phiếu ở giai đoạn này rất là tốt. Đó là một mẫu hình. Mẫu hình là gì? Mẫu hình gãy nền dũ và cho thấy được tác dụng của những cái nhịp cũ bỏ này. Những nhịp đánh gãy số này là tác dụng để rũ cung, để rũ cung. Thì mình sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó một số những cổ phiếu khác ở trong nhóm VN30 chúng ta cùng đánh giá qua như là có gì? Chúng ta có Hòa Phát đi. Câu chuyện của Hòa Phát thì mình cũng nói rất là lâu về cái vấn đề là tiềm năng ở trong tương lai là vẫn còn, và hy vọng là gì, hiện tại thì cũng đã có cái mức sinh lời tương đối với cổ phiếu này. Thì cái mà Hòa Phát hướng đến hiện tại là cái chuỗi giá trị cũng như là những cái mà nó làm chưa tốt và đang hoàn thiện một cái chu trình, và sắp tới thì nó cũng sẽ sản xuất về container. Thì đối với em đây là một trong những doanh nghiệp rất là lớn ở trong ngành thép, và trong bối cảnh mà giá thép đang tăng thì về dòng tiền đầu cơ cũng sẽ tìm đến Hòa Phát nhiều hơn, nên mình cũng có thể lưu ý với cổ phiếu này. Thì đối với cổ phiếu này thì hiện tại giá đang ở mức cao nhất trong lịch sử, tức là trong cái vùng giá đỉnh thời đại của nó rồi. Khi mà nó bước lên đỉnh thời đại thì nó là điểm rất là tốt để khiến cho gì cái vùng giá phía trên đi lên một cách thanh thoát rất là nhiều, đặc biệt trong bối cảnh là sắp tới là báo cáo tài chính tức là quý 1 được công bố, thì cái đó chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp tốt, nhiều doanh nghiệp xấu được gì được thể hiện trên báo cáo. Thì mình cũng phải lưu ý thêm về các cổ phiếu đó. Hòa Phát thì nhìn chung trong ngắn hạn thì cái tiềm năng tăng trưởng là vẫn còn, và khả năng là trong năm nay thôi là vẫn còn khi mà đưa cái lò cao số 4 vào hoạt động ha. Tiếp theo là với một số những cổ phiếu khác đi, trong nhóm VN30 thì mình còn có RE nè. RE là một cổ phiếu mà hiện tại đang trong quá trình nó hình thành cái mô hình ngắn của nó, trước đó là mô hình gì, là mô hình cái nem giảm, thì nó đang chần chờ một cái nhịp breakout lên phía trên thì mình tham gia sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì khi đó cái quá trình mà nó tạo hiệu ứng tốt ở giai đoạn trước đó rồi, nó cũng sẽ là một trong những cái để cho cổ phiếu này có nhiều bước phá lên tốt ở giai đoạn phía sau. Đó là một số những cổ phiếu khác đó. Bên cạnh đó thì còn cái FPT, còn có gì, chúng ta có FPT đây. FPT thì vẫn đây là một cổ phiếu được đánh giá rất là cao về cái hệ thống giao dịch. Anh chị thấy là ngày hôm qua thì cũng đã có một cái cuộc thử nghiệm hệ thống giao dịch, thì cái thanh khoản giao dịch được là lên tới 140.000, hơn 140.000 lệnh được đưa vào. Thì cái đó chắc chắn là cái hiện tượng nhảy lệnh trong tương lai nếu mà được kiểm soát thì cũng sẽ giúp cho nhà đầu tư thoải mái rất là nhiều. Thì khả năng là trong quý 3, đầu quý 3 thì cái hệ thống giao dịch mới sẽ được áp dụng vào. Thì hiện tại là còn khoảng một quý, Thì đó là một số những cổ phiếu mình cần lưu ý. Ngày hôm qua thì trong nhóm VN50 thì còn có một số những cổ phiếu khác như là gì, chúng ta nói về SBT. SBT thì hiện tại vẫn đang trong cái quá trình tích lũy tốt, và cái dòng tiền tham gia kênh đến ngày 13 tháng 2 là vẫn còn, tức là vẫn còn nằm trong cổ phiếu này. Thì nhìn chung thì đối với SBT thì khi mà mình tham gia thì nó cũng có tính đầu cơ rất là cao, bởi vì đây là một doanh nghiệp mà tức là dạng doanh nghiệp mà nguyên vật liệu á, thì nó có tính đầu cơ tương đối là cao về giá đường, giá muối gì đó, bột ngọt gì đó. Thì mình lưu ý thêm với cổ phiếu này thì nó được hưởng lợi từ cái vấn đề là giá đường tăng. Thì trong ngắn hạn cái dòng tiền đầu cơ cũng sẽ tham gia vào, và có thể là nó chờ những gì bứt phá lên ở đang trong một cái pha tích lũy nào rũ bỏ lại cái lượng cung tương đối, thì có thể là chờ những gì bứt phá lên breakout lên này thì mình đánh giá sẽ tốt hơn rất là nhiều với cái mô hình ngắn hạn này. Đó là một số những cổ phiếu mà anh chị cần lưu tâm ở trong tuần tới, cũng như là hiểu về cái bản chất của dòng tiền. Chúng tôi nói với em quan trọng nhất luôn là cái việc mà anh chị hiểu được bản chất của dòng tiền, cũng như là cách mà anh chị đầu tư, anh chị đi vốn. Thì trong tương lai chắc chắn là khi mà anh chị trải qua một thời gian đi với thị trường thì anh chị sẽ trở thành những nhà đầu tư tài chính tương đối là tự do rồi. Thì đó là một trong những cái mà mình hướng tới ở trong các cái video. Thì chúng tôi cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Thì hy vọng là video đã giúp cho anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường để có thể đầu tư tốt hơn. Anh chị nào xem video nếu thấy hay có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ. Nếu anh chị đã muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng thì có thể là kết bạn Zalo với em, thì em sẽ hỗ trợ anh chị mình tư vấn, hoặc là chị mình điền thông tin và cái đường link ở form bên dưới, thì khi đó sau đó sẽ có bạn hỗ trợ anh chị mình để tham gia vào room khách hàng của em. Thì đó là một số những cái chia sẻ của em ở trong tuần này. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp, và chúc anh chị có một cái buổi tối cuối tuần thật là tốt lành và vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị.